Em xin chào khán giả mình nha. Mọi người thấy cái phía sau em nó hơi khác không mọi người? Thì hoa giấy là tên một cái loài hoa rất là dễ thương hả mọi người. Đó, còn đây là hoa sen. Đó, một cái loài hoa cũng rất là dễ thương, chỉ có cái lá sen thôi mọi người, không có cái hoa. Em đem vô cắm cho nó có không khí mùa xuân á. Rồi Tết em kiếm thêm mấy cái bông em chưng lên cái chỗ này, chỗ đẹp đó mọi người, chỗ phòng mình nó ngập tràn sắc xuân cho cái gốc quay mà nó đỡ nhàm chán hả mọi người. Hôm nay sẽ chia sẻ tiếp tục về vụ của bé Tường Lam. Thì cho mọi người xem một cái video ha. Về truyền hình Vĩnh Long người ta lên một cái thông tin gọi là xuyên tạc lấy hình ảnh cá nhân của khác đưa lên mạng sẽ bị phạt như thế nào hả mọi người. Rồi mọi người cùng xem với em ha. Truyền hình Vĩnh Long nha mọi người. Mình kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, hiện nay mạng xã hội rất phổ biến và có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại thì cũng có không ít những người đã lợi dụng mạng xã hội để livestream hay là đăng tải những hình ảnh và sử dụng những từ ngữ mang tính bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác. Hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Chúng ta cần đăng gì và viết như thế nào để không vi phạm pháp luật? Câu trả lời sẽ có trong lời cảnh báo ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bởi vì cái đặc thù của mạng xã hội là cái tốc độ lan truyền của nó rất là nhanh. Đồng thời là khi mà ta đăng tải một cái nội dung trên mạng xã hội thì sẽ có những cái người dùng mạng xã hội khác họ nhấn nút like, chia sẻ hoặc bình luận những cái nội dung xâm phạm đấy theo một cái hướng tiêu cực, làm cho cái nạn nhân họ càng cảm thấy là mình xấu hổ với bạn bè, với gia đình, với người thân, họ bị tổn hại về sức khỏe. Cũng khuyến cáo mọi người là phải hết sức thận trọng khi mà mình quyết định là mình nhấn nút like, chia sẻ hoặc là bình luận, hoặc là mình không gỡ cái tag trong cái nội dung của cái bài viết đó ra, mà mình làm cho cái nội dung mà xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác nó được lan truyền, thì có thể bị phải liên đới bồi thường thiệt hại với cái người đã đăng tải cái nội dung đấy. Cho nên là mình phải hết sức thận trọng khi mình thực hiện những cái hành vi như vậy. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng trang mạng xã hội cá nhân là của riêng mình, nên mọi vấn đề bức xúc đều đưa lên đấy để giải tỏa. Tuy nhiên, hậu quả của việc tự do đăng tải, tự do bình luận và thậm chí là bôi nhọ người khác lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mọi người cần nhận thức đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là cần hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên mạng xã hội, cũng như hậu quả pháp lý có thể gánh chịu nếu vi phạm. Với những cá nhân tổ chức khi bị nói xấu, bôi nhọ trên mạng, cần bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Thưa quý vị, mạng xã hội là ảo, nhưng những hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm được đăng tải lên môi trường này lại là thật và đều có thể bị xem xét, truy cứu trách nhiệm. Do vậy, ngoài sự vào cuộc từ phía cơ quan chức năng thì rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân khi tương tác hãy tỉnh táo để làm sạch mạng xã hội, hãy nói không với hành vi phát tán thông tin giả, vu khống, bôi nhọ người khác. Và đến đây thì thời lượng dành cho lời cảnh báo ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó, mọi người thấy chưa? Trên mạng xã hội đó, mọi người bôi nhọ hình ảnh danh dự người khác cũng giống như những YouTuber hoặc là những cái người mà đang nói xấu người khác trên mạng xã hội đó, lấy hình ảnh thông tin của người ta thì có thể bị khởi kiện ha mọi người. Còn bữa nay thì mình là mình không có lấy bất cứ hình ảnh của ai hết. Đó. Thì mọi người muốn kiện mình cũng hơi khó, để mình nhắc cho mọi người là mọi người đang lấy hình ảnh người ta luôn. Có những YouTuber, những bạn cũng không làm YouTube, cũng làm vui thôi, cũng lấy hình ảnh gia đình Tường Lam mà lên mạng nói xấu nó này nó nọ, nói gia đình người ta ăn từ thiện này nọ, nhưng mà người ta không có mọi người. Đấy là những bạn này thì mình có thể là bị dính tới cái gọi là án dân sự nha mọi người, án hình sự nha, hoặc là có thể bị phạt hành chính, phạt tiền thì khoảng tầm vài triệu đó, hoặc có thể bị án treo vài năm, hoặc có thể là bị nặng nhất là đi khoảng một vài năm, hoặc có thể là nặng nhất là có thể đi chung thân ha mọi người. Đó, đi chung thân luôn mọi người. Thì mọi người cũng nên cân nhắc kỹ trước khi mình làm về một cái vấn đề gì đó. Đó, nói với mình cảm thấy là mình nắm được đúng thông tin hết của nhà người ta. Người ta có pháp luật phạm tội này nọ, pháp luật vô, có báo chí nhà nước chính thống vô, thì mọi người nên là mình kiểu như là hãy nói, hãy bàn luận ha. Thì cái thông tin đó nó sẽ có thật rồi. Ví dụ như chùa Ba Vàng nó có thông tin rồi, bị nhà nước phạt rồi, mọi người có thể là tự do ngôn luận, mọi người có thể nói về cái vấn đề đó được. Nhưng mà mọi người đừng có xuyên tạc ha, đừng có chửi ông thầy mà Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng là mọi người sai.
phạm tội đó, mình chỉ được bàn luận về cái vấn đề đó thôi, chứ mình không có được là nhục mạ ổng. Nếu mình nhục mạ là sẽ qua cái hướng khác nữa thôi mọi người đó. Còn gia đình Tường Lan thì chưa bị phạm tội nên mọi người cũng không có phép gọi là bàn luận nhiều về gia đình người ta, tại vì gia đình người ta không có bị lên án kết tội hay là bất cứ cái gì hết á mọi người. Mọi người nên nhớ ha. Rồi, đây là thông tin chính thống của Trường Thành Vĩnh Long. Mọi người cứ lên YouTube đánh xuyên tạc lấy hình ảnh cá nhân người khác đi nói xấu, không có một không có cái bài báo nào chính thống hết thì mình sẽ bị phạt như thế nào thì mọi người cứ cập nhật ha, để mình biết hiểu hơn, để đừng cứ lên mạng nói bậy đấy ha mọi người. Rồi, là khán giả mình cũng cập nhật xíu ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những cái video sau nha. Bảo vệ với Tường Lan thôi mọi người.